Rồi, các bạn đăng nhập vô đến đây chưa? Rồi thầy ạ. Rồi. Rồi thầy. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì được? Tạo tài khoản mới hay là chuyển tài khoản? Chắc là tạo mình tạo nhé. Bởi vì bạn chưa có tài khoản nè. Đây với cái email khác. Rồi một cái nữa là tạo tài khoản mà không cần tạo chiến dịch. Ok, vậy quốc gia Việt Nam, giờ, tiền tệ, khám phá tài khoản. Rồi các bạn đã vô được đến bên trong rồi. Rồi cái mà chiến dịch này là các bạn sẽ xây dựng đầy đủ từ lúc phân tích cho đến Google AdWords, tất cả mọi thứ các bạn làm từ đầu đến cuối để cho Google nó thấy mình. Còn hiện nay mình tạo một cái tài khoản Google AdWords mà mình không cần xây dựng chiến dịch. Như vậy lúc này là mình đã vô đến trong này luôn rồi. Đó, mình đã vô đến trong này luôn. Của chúng ta. Rồi, chuyển qua chế độ chuyên gia. Lúc này chúng ta sẽ có một số cái công cụ. Đây, công cụ tiếp cận từ khóa, công cụ lập kế hoạch từ khóa nè. Giống như là cái giao diện của thầy. Được chưa nào? Rồi vô đây chúng ta sẽ phân tích từ khóa. Bắt đầu. Khám phá từ khóa mới. Từ khóa nội thất. Đồ gỗ lúc nãy chúng ta làm. Tìm. Với từ khóa đồ gỗ thì nó có độ trình tranh cao. Đồ gỗ. Rồi, ok. Từ 1.000 đến 10.000 lượt tìm kiếm trong một tháng. Và nó đấu giá thì 691 đồng, là đấu giá thấp ở những vị trí thấp. Như vậy cái thấp này nó có nhiều cái vị trí thấp là gì? Đấu giá giờ tìm kiếm. Đấu giá liên quan đến khu vực tìm kiếm. Đấu giá liên quan đến những cái trang, ví dụ trang đưa lên đầu nhưng mà đầu của trang 1 hay là trang 2 hay trang 3. Đó, rồi còn cái này là đưa lên cái dạng thứ hạng cao nè. Là vote một cái là lên trang nhất nè. Như vậy hiện nay với cái từ khóa đồ gỗ là 5.773 đồng một click chuột. Khủng khiếp không? Các bạn tìm ở đây. Bạn tìm ở đây chữ đồ gỗ. Rồi, như vậy thì thằng này đóng mới sửa chữa đồ gỗ. Lấy chục cái đó là nó nằm trong cái khoảng từ 691 đến 5.000 đồng một lít chục. Như vậy mình xài của nó gần gần hơn 1.000 đồng, 1.000 đồng sale quảng cáo chạy Google của nó rồi. Ví dụ tài khoản của nó là 30 triệu là mình xài mấy trăm đồng hoặc là mấy ngàn rồi. Tùy theo cái mà của Google nó đưa ra, từ khóa lúc nãy mình lấy chuột là nó nằm trong cái khoảng nào trong này. Thực ra người dùng cũng không biết. Nhưng mà chính cái người mà đi đấu giá này nè sẽ được báo cáo lại, sẽ được cho biết một cái bảng
là tại những thời điểm nào có những ai lít chuột và tại sao trừ cái khoản tiền đó, thì nó sẽ báo cáo lại cho mình. Được chưa? Các bạn vô lại đây, đến đây giùm cho thầy đi.